Đúng, không biết bạch kỳ là cây gì mọi người, lá của nó là cây gì. Tới đây là mọi người biết rồi nè, thấy không? Đây lá của một cái loài cây rất là nổi tiếng luôn, nổi tiếng cây gáo vàng, cây gáo mà có thể trị bệnh được sơ gan cổ trướng nè, tiêu chảy nè, lá hằn vỏ của nó để trị rất nhiều luôn. Cái này thì sâu nó thường ăn lá chứ nó không ăn hằn được luôn. Thắng lắm rồi, thắng lắm. Giáo này tại chặt chặt cái cây bự nó rồi, cái mẻ này, đây là cái con lên thôi, lên thêm cái gốc móc móc giáo này, đó cá bự không, có cổ thụ luôn. Giáo này rất là có ích, chữa rất nhiều bệnh luôn, làm dược liệu, làm thuốc bên đông y. Nó lớn lên đó mọi người, thân nó thân gỗ mọi người, thân gỗ cao lớn chắc chắn, người ta có thể làm nhà đó mọi người. Nó kết hợp với trắng, gấu trắng thì chắc hơn đó, gấu vàng thì chung là nó ra càng lâu, lâu năm thì nó mới chắc. Thường người ta sử dụng gấu vàng này ta làm thuốc mọi người, làm thuốc thì sơ gan của trướng nè, chỉ những cái bệnh tiêu chảy, ho, chung là nhiều bệnh, cũng nhiều bệnh lắm rồi. Đó, mày thấy không? Rất là nhiều bệnh như ung thư, rồi đặc biệt làm thức ăn cho gia súc, nhưng mà cái này có thể làm thức ăn cho gia súc. Chị đau răng nè, răng nè, rồi chị những cái bệnh ho cảm, chung là nhiều bệnh. Rồi chung là triệt đó, nhất là cái sơ gan cổ trướng đó mọi người, sơ gan cổ trướng rất là tài tình luôn đó. Cho nên mọi người trồng và tận dụng cái này, khi mà có thì tận dụng, ai không có thì trồng luôn rồi, trồng mới tận dụng thôi, tận dụng chữa bệnh. Đó, thấy không, cái lá non của nó màu này nè, còn cái lá già của nó màu xanh, như vậy, xanh, cao lắm, bự lắm, chứ không phải như vậy. Này là cái con thôi, cái nhỏ thôi. Nên mọi người gõ lên như Google tìm kiếm cũng được, cây gáo vàng, cây gáo làm giàu không rồi, giờ tôi trồng nó vô tôi làm giàu luôn. Bye bye mọi người.